Đây là tiếng nói Việt Nam. Xin chào quý vị đồng bào trong nước và hải ngoại đã đến với bài review nhảm nhí của Mẫn. Và hôm nay, như đã hứa thì tôi sẽ review con Star Wars Black Series Luke Skywalker. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Ok, nói về cái tính đặc biệt của sản phẩm này một chút, thì đây không phải là con hàng thông thường, mà nó là một con hàng độc quyền cho hệ thống Walmart của Mỹ và một số hệ thống khác trên thế giới không đề cập tới. Thì để con này về được Việt Nam, tôi đã mất hết một tháng để ngồi ở nhà chờ cái sản phẩm này bay từ Đài Loan qua đây. Dear Mr. Scully, Mac rules the world. Your Mac friend, Brent Rambo. Giờ đây thì tầm 1.3 triệu. Ok, hãy đi phần bóc nào để xem con này có gì đặc biệt. Thì đây là cái bóc chính diện của nó. Như anh em có thể thấy, nó có full phụ kiện luôn. Đây là cái bộ dạng của Luke Skywalker trong phần 6 nha anh em. Ở nửa đầu phim, ở trên bóc có ghi Luke Skywalker Jedi Knight Cavalier Jedi. Và góc bên phải của chúng ta tất nhiên sẽ là một tấm art của nhân vật chính, khá đẹp. Ở mặt bên, không như những sản phẩm thông thường khác thì mẫu này không có đánh số nha anh em. Mặt sau vẫn là thông tin như bình thường thôi. Tôi zoom vào cho anh em xem và thông tin các kiểu. Mặt bên là cái tên như bình thường thôi. Và thế là hết. Thì con này tôi đã mở seal ra trước rồi, cho nên chúng ta chỉ cần bóc nó ra và xem thôi. Khỏi cần dùng dao, tỉa, băng keo gì cả. Anh em thấy không? Yes. Và đây là hiệp sĩ Jedi Luke của chúng ta sau khi ra khỏi hộp. Anh ta đi kèm một số phụ kiện khá đặc trưng. Thì đầu tiên nó là cây lightsaber. Đây, như bình thường thôi, Hasbro làm rất là tốt trong việc sơn chi tiết cái cán của lightsaber. Và cái màu lưỡi làm rất là đẹp, không bị nhạt nhẽo như là cái bản cũ năm 2013. Nhìn rất là đậm đà. Nhưng mà có một cái khuyết điểm, đó chính là cái phần này nó kiểu như là hơi dẻo á, cho nên khá dễ bị cong khi mà bẻ kiểu. Tiếp theo là cái súng. Thì cái súng này không phải lúc có sẵn mà là trộn từ tay một thằng ở trong cái lâu đài Jabba đầu phim. Thì cái phần súng này nó y chang như là cái súng của con Kanan Jarrus Black Series. Và sơn nó kiểu như là quét lên thôi, quét một vài đường lên cho nó nhờ nhám chứ nó không có sơn đều. Nhưng mà khắc thì vẫn rất là đẹp. Và cái phần bán súng thì cũng làm rất là nổi. Đó, đó là cái súng. Tiếp theo là cái áo choàng. Thì đây là cái áo choàng của Luke. Khá là dài nhưng mà không có bị cái kiểu rối một nùi như là cái tấm áo choàng của Darth Vader. Em xem, có thể mở ra thỏ cái đầu Luke vô được. Và cái phần này nó làm rất là tốt ở cái mảng này nè. Thấy không? Nó làm kiểu như cho một cái lỗ đây, nhìn nó sẽ chân thật hơn. Chứ kiểu mà nó thẳng quá, chân nó sẽ không có được đẹp. Nói chung may cũng tốt, nhưng mà có điều nó hơi nhăn nhúm một tí. Cái này mà người ta ủi sẵn cho mình, như là thẳng thớm như là của Darth Vader thì sẽ tuyệt vời hơn. Và
đây là một cái đặc trưng mà chỉ có những con đặc quyền mới có thôi. Chính là cái phần đế có khắc chữ Star Wars Black Series và một cái phần gắn bàn chân ở đây. Thì cái phần đế này làm hơi dị một chút, tại vì lúc mình gắn bàn chân vào thì nó sẽ đứng như thế này. Vậy là mình phải pose theo cái dáng mà kiểu như lướt ván vậy, phải bẻ cái chân vô, nhìn nó hơi mất cân bằng tí. Không hiểu sao nó thiết kế như vậy luôn. Nhưng mà không sao, có hơn không, đúng không? Alright, và đó là phần phụ kiện của con Luke Skywalker. Đi vào con Luke của chúng ta thì cái điều ấn tượng đầu tiên của tôi về con này đó chính là cái size của Luke khá là nhỏ so với toàn bộ những con Black Series tôi đã từng có, và cái dáng hơi gù. Có thể nói là cái này nó khá là thực tế, tại vì trong phim Luke khá là lùn. Và tôi sẽ so sánh cho các đồng chí xem. Và đây là bộ sưu tập của tôi về dòng họ của nhà Skywalker. Thì anh em có thể thấy chiều cao của Luke hình như cũng xem tầm cỡ Rey, không cao lắm, lùn hơn Kylo Ren và lùn hơn Darth Vader. Và cái này nó thật sự nó rất là trực quan luôn, vì trong phim cái size của Darth Vader và size của Luke cũng cỡ này à. Cái điều ấn tượng thứ hai sau khi tôi khui Luke ra khỏi hộp đó chính là chất lượng của con này nó hơi kém. Như anh em có thể thấy cái phần chân này nè, nó không có cứng cáp như mấy con kia. Lúc mà tôi cầm lên, tôi bẻ qua bẻ lại thì nó cứ đó, cứ lung lay. Cầm khá là khó chịu luôn. Ok, nó tầm xài thì đủ rồi. Bây giờ hãy đi vào chi tiết của con Luke này nè. Đầu tiên, và đây là cái lý do khiến cho người chơi mua Luke nhiều nhất, đó chính là cái khuôn mặt cực kỳ sắc nét với công nghệ in 3D mới của Hasbro được sử dụng vài năm gần đây. Nhìn rất là chân thực. Những đặc điểm về ngũ quan được làm rất là sắc nét, và hai con mắt này được in cũng rất là đẹp luôn. Anh em có thể thấy. Và mặt nó hơi dơ một chút. Và cái màu tóc nữa cũng làm well, sơn cũng đẹp chứ. Nói chung là hoàn toàn khác xa so với cái bản 23. Một cái sự cải tiến cực kỳ lớn. He needs some milk. Đó. Và đặc biệt cái màu da nữa, nó không có kiểu trắng bóc mà là nó làm da trắng nhưng mà nó hơi rám rám một chút, hơi đỏ đỏ một chút. Và cái màu da này nó làm rất là trùng so với cái màu da tay. Đó. Chứ nó không bị trắng. Tiếp xuống cái phần người là một cái bộ suit màu đen được bao phủ từ ngay cổ xuống hết chân. Thì nửa đầu phim ảnh đeo một cái tấm áo ở ngoài nhìn như thế này. Thì nếu anh em muốn làm cảnh cuối phim lúc mà đấu với Darth Vader rồi giết Palpatine các kiểu á, thì chỉ cần cắt cái tấm áo choàng này ra và gắn thêm cái bell vô là đủ rồi. Khá dễ custom cho những anh em nào không thích cái trang phục này. Mặc xong khá mềm nha. Và xuống dưới chân nó là một cái đôi ủng. Cái màu nó tối hơn so với cái màu áo ở trên đây. Và những cái chi tiết nếp nhăn các kiểu thì làm rất là đẹp. Hasbro chuyên rồi. À quên, còn một đặc điểm nữa, đó chính là cái nắm tay bên này là cái nắm tay cầm súng. Có cái ngón trỏ nhấn vào cái trigger của súng. Đây là cái tay cầm lightsaber. Hoàn toàn là xài khuôn của con 23. Chỉ có một số chi tiết trên người nó thay đổi thôi. Và đó là chi tiết của Luke. Và cuối cùng đó chính là cái phần cử động. Xem anh chàng này biên độ cử động của anh linh hoạt tới mức nào nhé. Thì phần đầu có thể bẻ xuống, bẻ lên, xoay. Phần tay có thể bẻ lên, xoay. Ở đây có một cái khớp khuỷu tay đơn, cho anh chỉ bẻ được 90 độ thôi. Chưa tới 90 độ nữa, tầm 85 hay là 80 gì đó. Bẻ ra sau. Phần nắm tay bẻ xuống bẻ lên được, nhưng mà cái con này của tôi khớp nó hơi bị đơ một tí cho nên không biểu diễn cho mấy anh em xem được. Thân thì không có gì hết, chỉ có xoay được thôi. Xoay chân bẻ lên được, nó là sau gập lên bị giới hạn khá là nhiều. Phần cẳng trên xoay được, có phần khớp gối đôi bẻ lên được. Cái phần bàn chân bẻ mũi chân xuống được, bẻ mũi chân lên và xoay. Thì về tổng quan, con này có giá trị sưu tầm cực kỳ cao, đặc biệt là đối với những người đam mê cái bộ phim Star Wars là chuyện gốc 1977, 1980 và 1983, và hoàn toàn thỏa mãn được cái lòng thích thú của mình. Tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm, đó chính là cái phần khớp nó cũng hơi bị lỏng.
ở phần chân như hồi nãy mình nói. Và do sử dụng cái khung của con 23 cũ cho nên là khớp bị hạn chế khá là nhiều, chứ nó không có thay đổi. Tuy nhiên một vài điểm mới đáng khen về con này là có tấm áo choàng đi kèm theo, tái hiện chân thực khuôn mặt của Luke bằng công nghệ in 3D và màu sơn làm rất là đẹp, chăm chút. Cả súng, phụ kiện súng và cái lightsaber cũng vậy. Đặc biệt lightsaber làm cái cán đậm hơn, đẹp hơn so với cái bản 23 cũ. Đó là hết rồi. Và như vậy là xong cái phần review nguyên cái dòng họ Skywalker của tôi. Và có lẽ đây là clip cuối tôi làm trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Cho anh em là thích video của tôi và mong chờ tôi ra một cái clip mới ở đó trong tương lai gần thì anh em cứ subscribe. Sau này có clip nó sẽ hiện lên thông báo của anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Và chúc anh em tránh dịch vui vẻ nha. Chào tạm biệt. Bye. Mày chán sống à? Mày muốn chết đúng không? Mày chán sống rồi, đâu nhà mày đâu, mày cho tao cái địa chỉ.